Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì vừa nay trong phiên dịch ngày hôm nay thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì ai cũng nghĩ rằng là phiên sáng ngày hôm nay thì vừa nay mình sẽ tiếp tục những cái sự hoảng loạn, tiếp tục là những cái đà rơi, mở gap down, đạp sàn hay gì đấy. Thì nhìn chung trong phiên sáng ngày hôm nay thì vừa nay mình vận động hoàn toàn ngược lại, mở cửa với những vùng giá rất cao hay còn gọi là mở gap up và tăng đâu đó khoảng tầm là 30 điểm ngay từ đầu phiên sáng. Đó mà, và hầu như là đại đa số các dòng các mã trong phiên ngày hôm nay thì ít nhiều gì nó mở cửa nó cũng xanh điểm, có những con xanh 2-3% cũng có, 3-4 cũng có, gần trần cũng có, kéo trần từ sớm cũng có luôn. Đó mà, và nhìn chung á thì với cái vận động như thế này á, thì ngay từ đầu phiên sáng thì em có nhận định ở trong room khách hàng á, thì mình cũng không có làm gì thêm, cũng không có hành động gì thêm. Tại vì sao? Tại vì những cái kiến thức cung cầu về gap cơ bản thì anh chị cũng biết rồi. Khi mà mở một cái gap up mà nó lớn như vậy thì kiểu gì trong phiên nó cũng sẽ có những cái sự giảm điểm trở lại để nó lấp lại cái phần gap đó. Đó chính là những cái quy tắc cung cầu cơ bản về gap. Đố mà. Nhưng mà cái điểm tích cực trong phiên ngày hôm nay là gì? Anh chị thấy rằng là dù sao thị trường nó cũng đã có những cái trạng thái nó cầm máu. Đúng không? Nó không còn là những cái phiên rơi kịch biên rồi xanh lơ hàng loạt, rồi giảm 60 điểm. Đó mà, nhưng mà nhìn chung nó chỉ mở gap up và lắp lại đúng cái phần gap up đó trong phiên ngày hôm nay anh chị ha. Và chúng ta đang nhìn về chỉ số nha. Còn nếu chúng ta bóc tách ra, chúng ta nhìn về cổ phiếu đi, thì nó sẽ có những cái sự phân hóa nhất định, đúng không? Nhưng mà hầu như là trong phiên ngày hôm nay đại đa số nha là nó mở gap, nó tăng lên, đúng không? Trong phiên nó có đạp xuống, nó lắp lại, xong rồi nó rút chân. Thì nhìn chung nó vẫn duy trì cái sắc xanh hầu như là cả phiên. Đó mà, ít nhiều gì nó cũng là những sự tăng điểm, đúng không? Có những con là nó mở gap xong nó duy trì trên gap luôn, nó đóng chân luôn. Điển hình nhất là hai dòng, là dòng gì anh chị? Dòng dầu khí, dòng chứng khoán, là hai cái dòng hầu như là nó gần chân và chân cứng trong suốt cái phiên ngày hôm nay anh chị ha. Còn mặt bằng chung những dòng khác thì cũng có những sự mà đạp xuống lắp gáp xong rồi rút dưng lên, đúng không? Có những con rút mạnh, có những con rút yếu, có những con chỉ đóng quanh tham chiếu thôi. Nhưng mà nhìn chung nó đã có những cái sự cầm máu nhất định, và nó không phải là những cái biên kịch biên hay là bỉ cực hay là hoảng loạn giống như những cái phiên trước anh chị ha. Thì dù sao anh chị cũng phải chờ những cái quá trình mà thị trường nó sẽ có những cái sự cân bằng trở lại và chờ cái lực cầu nó kéo giá trở lại anh chị ha. Bây giờ mà chúng ta cứ cố gắng phân tích ở đâu là đáy thì rất là khó. Bây giờ thị trường nó ép liên tục như vậy, nó ao trình tất cả mọi những cái phân tích kỹ thuật, đúng không? Thì chúng ta phải chờ những cái ý chí của tổ chức, cái lực cầu của tổ chức nó tham gia vào. Lúc nào thì lúc đó thị trường nó sẽ có những cái sự ổn định trở lại anh chị ha. Với lại về cái vấn đề và hai cái dòng mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay là dòng chứng khoán và dòng dầu khí. Thì dòng dầu khí là cái dòng nó mạnh bữa giờ rồi anh chị, đúng không? Sau những cái quá trình mà nó test 3 đáy thì hầu như là nó không có giảm, kể từ cái đợt giảm thứ hai là dầu khí nó đã không giảm nữa rồi, nó duy trì một cái biên cân bằng, đúng không? Điển hình nhất mạnh nhất là con BVS đó mà, mới sáng ra trận luôn. Tại con BVS là nó không có ATO anh chị, đúng không? Tại vì anh chị biết rằng là thị trường nó có cái phiên ATO và ATC, hai cái phiên đó chúng ta không phân tích được, chúng ta không có làm gì được trong hai cái phiên đó. Anh chị muốn phân tích cái gì, anh chị muốn làm cái gì, anh chị muốn nhận định cái gì đó thì cũng phải qua 9:15 thì nó mới có cung cầu này kia để anh chị phân tích. Còn vô cái ATO đó là mình không làm gì được hết, mình chỉ quan sát và mình chờ nó vận hành xong rồi vô 9:15 mình mới phân tích được, đúng không? Nhưng mà riêng con BVS nó không có phiên đó, nó sàn Hà Nội nó kéo luôn, nó kéo gần chân ngay từ đầu phiên sáng, rồi giữa phiên hay gì đó khoảng tầm 10 giờ mấy là nó trần luôn, nó trần tới chiều luôn, đúng không? Thị trường cũng có rung lắc rồi lắp gáp rồi giật lên giật xuống trong phiên, trong cái biên độ mở gáp úp đó, BVS nó trần cứng cả ngày luôn. Và dần dần những cái con dầu khí xung quanh nó cũng kéo chung lên với BVS, đúng không? Có những con nó không mạnh bằng, nó không có trần, nhưng mà nó cũng gần trần 3%, 4,5%, 5% hoặc là 6,7%, đúng không? Thì dòng dầu khí hôm nay là một cái dòng tạo ra cái form mẫu hình ba đáy rất là đẹp anh chị ha. Còn dòng thứ hai là dòng chứng khoán. Cái dòng này thì như anh chị đã biết trong các phiên trước nó rất là xấu,
rơi 40%, quá tệ rồi, không có gì xấu hơn nữa đúng không? Nhưng mà điển hình nhất là con gì anh chị, con SSI hoặc là con HCM, một số những con chứng khoán lớn nhất á đúng không, thì khi nó rơi liên tục như vậy anh chị thấy rằng là gì, nó có những cái trạng thái nổ vô nó vùng đáy thì khả năng trong kỹ thuật ta gọi là phiên stopping Bullet bar đúng không, thì anh chị thấy rằng là sau quá trình mà nó test lại nó cân bằng hai đáy thì ngày hôm nay là nó mở trần luôn đúng không, và hầu như nó cũng có rung lắc một tí xíu nhưng mà nó chỉ quanh những cái biên mà khoảng tầm 5 phẩy mấy% á, cho tới trần thôi, và nó trần cả ngày luôn đúng không ạ. Rất là tốt. Thì dù sao á, anh chị thấy rằng là những cái con mà nó rơi quá xấu đi thì khi mà nó rơi tới một cái bỉ cực ở đó và nó xuất hiện những cái dòng tiền tổ chức nó đỡ giá trở lại ở những cái vùng phía dưới thì nó cũng sẽ có những cái sự hồi phục trở lại đúng không ạ. Đấy là hai cái dòng đó, là hai cái dòng anh chị thấy rằng là gì, nó có những cái sự gọi là tím và duy trì gần tím, tiệm cận tím trong phiên ngày hôm nay, là hai dòng đó anh chị thấy nó sẽ nổi trội nhất đó mà. Đấy còn mặt bằng chung những cái dòng khác thì sự phân hóa nó vẫn còn nhiều đúng không, có những dòng anh chị thấy rằng là gì những cái đoạn trước và đi rơi nó không rơi, nó có yếu tố gọi là đi ngược, ví dụ dòng nào thủy sản, cảng biển đó, điện, GRI đó, con RE đó đúng không, phân bón thì hôm nay tiếp tục sàn. Tại vì sao? Những con đó nó rơi sau anh chị, tới bây giờ nó mới rơi. Thành ra ở thời điểm hiện tại anh chị thấy rằng là gì, đánh rất là khó, không có dòng nào gọi là đi ngược hết đúng không, dòng nào rơi trước dòng nào rơi sau thôi, rất là khó chịu ở thời điểm hiện tại. Thành ra cái việc anh chị cắt ra, anh chị đảo qua một cái dòng khác, không không chắc gì là nó những dòng nó anh chị sẽ kiếm lại được lợi nhuận, mà cái khả năng mà thua hai đầu nó cũng cao. Mà cái việc cắt ra xong đi qua đánh phái sinh thì hôm nay có một cú bích sọt đúng không, anh chị thấy là sáng thị trường nó mở gấp bốc đúng không, đi sideways quay một giai đoạn. Đây là anh chị bật cái chart phái sinh lên chị coi dễ này. Bật 1 phút nha, sáng up lên phát đúng không, nó sideways quay down xuống đây nè đúng không, ông nào xuống đây là kêu lắp gáp rồi, sọt đuổi một phát nó kéo giật đầu lên mười mấy 20 điểm ở đây là đúng không, từ 20 52 tầm 30 điểm kéo phát là muốn cháy rồi đó đúng không. Nhiều có nhiều người chắc chắn luôn, những ai mà đánh theo dạng qua đêm á, kiểu gì là phiên thứ sáu là cầm sọt qua đêm đúng không, tại vì thị trường nó sàn như thế này, nó lũng 1.200 như thế này thì phải sọt chứ sao mà lâu đó. Mà rất nhiều người họ sẽ cầm sọt sáng, nó kéo cho cái gáp 30 điểm cái rồi hay là cũng cháy mở rồi đó. Nó kéo lên một cái đoạn mà nó kéo thẳng lên một mạch từ sau khi mở gáp ốp xong, nó kéo một giai đoạn mà tới khoảng tầm mà gần 10 giờ nó kéo lên 1.260 điểm nữa, là anh chị thấy rằng là những cái người nào ôm sọt là cắt lỗ rất nhiều. Xong mà nó sai quay nó sọt ngược xuống lại nè, xuống dưới đây nó sọt đuổi một cái nó kéo giật đầu lên 30 điểm tiếp, nó lồng ngược lên, lồng ngược lên ở đây nghĩ rằng thị trường nó hồi thẳng lên đây nè đúng không, nó đạp ngược lại đây, thậm chí đạp lủng xuống dưới luôn đúng chưa. Đây sẽ là những cái mốc mà em nghĩ rằng là gì, em đánh giá là gì, nhiều anh chị mình sẽ bị dính những cái chỗ này đúng không. Một là cú ôm sọt qua đêm đầu ngày, và cái cú mà sau khi mở gáp kéo lên cái đạn này là tại vì người ta đang tiêu cực về thị trường đúng không, người ta không có gì mới mẻ về thị trường cả, người ta đã gọi là gì, cơ sở nó đã đi rồi xong mà, ví dụ cái quan điểm á, cơ sở đi bụi rồi thì cái đoạn này nó long lên cái người ta sẽ kỳ vọng nó sẽ quay đầu về lắp lại cái gáp vào buổi sáng đúng không, người ta nghĩ rằng là sẽ quay về lắp lại đây, nhưng mà không, nó kéo luôn, nó kéo một đoạn xong bắt đầu sọt cắt lỗ, xong nó bắt đầu nó mới sideways quay đào xuống, và khi mà nó lủng những cái biên quan trọng là lắp lại gáp này, ai mà chỉ cần sọt đổi một cái thôi nó kéo giật đầu lên 30 điểm liền đúng không. Thành ra khi mà anh chị đánh phái sinh, anh chị phải có góc nhìn về hai chiều. À, nếu mà đánh phái sinh mà thật sự á, thì anh chị phải nhìn, anh chị phải gọi là vô cảm với sự lên xuống, hoặc là anh chị mình phải nhìn cơ sở chỉ để dùng đánh phái sinh thì được, chứ còn vẫn kỳ vọng hay là vẫn view theo cái cơ sở và đánh phái sinh thì khả năng mà thì cái biên phái sinh nó rất là lớn anh chị. Cái vấn đề là thị trường nó không lên nhưng mà phái sinh nó lên thôi là nó cũng đã cháy của anh chị rồi, nên chị cầm sai vị thế thì lưu ý vấn đề này vậy ha. Một cái việc mà nó sọt ngược xuống lại nè, chị thấy không, sọt nó qua tới đây nó lủng luôn, có nghĩa là những ai lông đuổi đây là cắt lỗ tiếp. Đây sẽ là những cái điểm key mà sẽ rất nhiều người vướng
Đúng không? Tại vì người ta vẫn còn cái tâm lý bên cơ sở, nó vẫn còn vướng bận ở bên cơ sở, đúng không? Thì khi họ đánh phái sinh, họ rất dễ bị dính vào những cái pha long sọt đuổi như thế này. Anh chị ha, anh chị phải có góc nhìn, phải gọi là hai chiều hoàn toàn kìa. À, và thường á, nếu mà những nhà đầu tư đánh phái sinh chuyên nghiệp á, họ không đánh cơ sở luôn á, họ không cầm cơ sở luôn á thì mới được, thì nó mới dễ đánh. Có nghĩa là họ chỉ thuần về long sọt thôi, họ chỉ thuần về cái biên của thị trường thôi, chứ họ không có đánh, không có cầm cơ sở. Tại vì cái đồng tiền mình biết mà, đúng không? Mình cầm, mình cơ sở mình sọt phái sinh, cơ sở nó rớt, mà cơ sở nó rớt thì mình lộ, đúng không? Mình lời bên này lỗ bên kia thì nó không rứa đó mà. Thì thường cái tâm lý người ta không có thích mất tiền, đúng không? Đánh là phải thắng, đánh là phải lời, không có vụ mà bên lỗ bên lời được. Khó, cái não là phải tập trung vào một thứ, không thể nào mà chia được, không thể nào mà tay tay trái vẽ hình tam giác, tay phải vẽ hình tròn được, đúng không? Anh chị đâu phải Einstein đâu, đâu phải thiên tài đâu, đúng không? Cái đầu anh chị đâu có chia đôi được, thành ra cái vấn đề rất là khó. Anh chị hình dung là như thế anh chị ha. Rồi mình quay về lại cơ sở đi. Thì anh chị thấy rằng á, là hầu như những cái con nào mà nó rơi rồi của thị trường á, nó nổ vô thì hôm nay nó có những cái sự hồi phục rất tốt. Ví dụ dòng chứng khoán nha, view qua một tí xíu chứng khoán nè, đúng không? Nè, đâu đó khoảng tầm là 3, 4 trần, đúng không? Trần nè, 300, 500, 3, 400 nè. Con này sàn Hà Nội 800 nè, đúng không? 6% nè, 400 nè, 3 phẩy mấy trăm nè. Đó, nhìn chung là xanh điểm rất tốt. Nè nè, mở gap up nè, đạp xuống nè, rút dưng nè, đúng không? Vận động chung nó là như thế. Có những con nó mạnh hơn, ví dụ SSI nè, trần cứng cả ngày luôn. Vô ATC thì nó đạp lại một tí xíu. Vậy ha, HCM trần cả ngày. Những con này nó đã rơi xuống với những cái khối lượng mà nó đã bung nổ ở dưới đáy rồi, thì xác suất tạo đáy của nó là có. Anh chị ha. Rồi, những cái dòng khác thì em đánh giá là nó vận động giống thị trường thôi. Ví dụ thép nè, Hòa Phát nè, gap up lắp lại bình thường ha, nó vẫn duy trì xanh điểm đây, vẫn tăng 1,5%. Nhưng mà Hoa Sen với Nam Kim thì có vẻ như hơi xấu, đúng không? Nó vẫn rơi. Nhưng mà nhìn chung nó rơi như thế này thì những phiên sau em nghĩ là nó cũng sẽ có những sự hồi phục lại thôi. Tại vì sao, phải không? Để tới đây rồi á, anh chị không muốn quan, không có nói cái vấn đề là gì, là nó rơi như thế nào và rơi tới đâu nữa. Cái vấn đề ở đây là gì, nó rơi tới khi nào mà cái lượng cung mà nổi lên rồi, hoặc là cái tổ chức họ đã hấp thụ lại rồi, thì có những cái biên độ nó có rơi tiếp đi chăng nữa mà volume nó cạn hơn so với lại cái đáy trước á, thì xác suất nó hồi phục là vẫn rất cao. À, chỉ cần nó đánh chân khoảng tầm 2 cây ở đây thôi là xác suất nó về lại cái lắp lại cái vùng gáp này là tương đối cao. Rơi thì nhiều chứ đánh lên rất nhanh, tại vì cái lượng cung mà người ta chịu không nổi, người ta côn ra hết rồi, người ta bán ra hết rồi, thì khi đánh lên đâu ai dám vào đâu, thì khi nó kéo chân rất là lẹ, đúng không? Ví dụ như dòng chứng khoán đi anh chị, mà giờ nghe dắt đến dòng chứng khoán sợ quá, sợ luôn, nó rơi 30-40%, ai dám vô? Sáng nay quýnh trần cái đâu ai dám mua đâu, đúng không? Đâu ai dám mua đâu, tâm lý ai dám mua? Những phiên trước cắt ở đâu những cái cây này rồi nè, thì làm gì họ dám mua nữa, đúng không? Lúc đó không còn niềm tin về thị trường nữa, thì khi đánh lên đâu ai dám mua đâu. Và nó kéo như thế này rất là khó chịu, nó kéo nó giữ cứng trần như vậy là đâu ai dám mua. Thà đạp sàn thêm cây họ bắt sàn đi thì còn được, chứ nó trần sớm mà ai dám mua đâu, đúng không? Mà nó trần sớm như vậy, những cái phiên sau mà nó chỉ cần nó sáng mai nó sẽ test lại cái phần gáp này một tí xíu nha, và buổi chiều nó kéo lên tiếp là em đánh giá là dòng chứng khoán sẽ là dòng hồi phục đầu tiên ha. Nhưng mà dòng chứng khoán hồi phục á, nó sẽ có một cái lợi là gì, nó là dòng gắn liền với VN Index, thì khả năng là khi dòng chứng khoán hồi phục nó sẽ kéo thị trường lên rất là tốt ha. Và dòng băng hiện tại nó cũng vậy luôn, nó cũng đang vận động giống thiện chung, có nghĩa là mở gáp lắp lại rút chân này kia, đúng không? Nhưng mà hiện tại anh chị thấy rằng là có một con ở trong VN30 cũng như là dòng chính nó rất là xấu, đó là con STB. Con này là con tiếp tục sàn. À, nhìn về cái bảng điện anh chị thấy có một số những mã trụ ngày hôm nay nó vẫn sàn, đúng không? Có sàn, nhưng mà trụ thì anh chị biết là cái biên nó lỏng, thành ra là mình không đánh giá về cái vấn đề đó, điều tiết chỉ số anh chị nha, chưa đánh giá vội, từ từ. STB trước. STB mặc dù hôm nay nó sàn tiếp nhưng hôm nay là gì, nổ vô, nó giống như cái phiên của con SSI ha. Bây giờ quan trọng xuống tới đây chúng ta sẽ không có nói về cái vấn đề là nó rơi nữa không em hay gì nữa, đây không phải là lúc anh chị mình hoảng loạn nữa, anh chị lưu ý. Khi nó rơi tới đây mà nó đã nổ vô, nên chị cân nhắc là nó sẽ giống như những dòng chứng khoán, nó có khả năng nó sẽ tạo đáy trong các phiên sau. À, nhưng mà quan trọng á, là khi mà con STB này á, là cái con cuối cùng ở trong những con dòng chính, nó rơi trễ hơn, đúng không? Nó rơi nhiều hơn một tí xíu và nó nổ vô chậm hơn, thì những con như thế này khi mà chỉ cần nó cân bằng thì em đánh giá là tất cả các dòng nó sẽ có những cái sự đồng thuận nhất định. Hiện tại những con kia nó đã đồng thuận rồi,
hoặc là những con dòng chứng khoán này nó cũng đã có những sự đồng thuận nhất định, đúng không? Thậm chí những con tệ như là dòng gì đã tệ nhất, bất động sản, đúng không? Nhìn qua bất động sản nó cũng hồi mà anh chị nè, mẫu hình ba đáy nó giống như dòng dầu khí, có điều là dầu khí người ta rơi có 2 cây, con lại rơi cỡ 18 cây thôi, đúng không? Bật qua những dầu khí nè, xây dựng nè, tiếp theo là con gì, Long Điền tăng 3-4% trong phiên ngày hôm nay, đúng không? Nhìn chung là rơi quá rồi cũng có những sự hồi phục, đúng không? Thành ra là gì, nó cần những cái sự đồng loạt, và thị trường bây giờ nó còn thiếu hai con, nó thiếu một con ETB này, nó chỉ cần chờ con này cân bằng nữa thôi thì vào đây mình nó sẽ đổ bộ, à gì ha, nó sẽ đổ bộ để tạo ra những cái sự đồng thuận của thị trường, à gì ha. Đấy thì vào đây cũng thế, mặt bằng chung bây giờ mọi thứ nó đã rơi tới đây rồi, đúng không? Hôm nay nhìn chung nó đã có những sự cầm máu tốt, thành ra em đánh giá là anh chị mình ở thời điểm hiện tại, anh chị mình cứ tiếp tục quan sát và chờ đợi ha, chờ đợi những cái sự mà khi mà con STB nó cân bằng trở lại rồi á, thì nó sẽ đầy đủ các cái yếu tố để có thể giúp thị trường nó đồng pha trong cái sự một cái pha hồi phục cũng như là biên cân bằng của thị trường ha, cái lực cầu cái giá nó quay trở lại, anh chị lưu ý ha. Rồi tới bây giờ anh chị mình không có nên hoảng loạn nữa anh chị, đúng không? Chỉ cần tỷ lệ margin của anh chị mình cái đoạn này anh chị mình không có bị vượt tỷ lệ anh chị ở trong mức an toàn là ok ha, cố gắng chịu khó ha. Hôm nay nó đã cầm máu tốt một phiên rồi anh chị cứ tiếp tục quan sát thêm ở các phiên sau, dần dần các dòng nó đã có biên rồi đó, đúng không? Nó bắt đầu chuẩn 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 lại hết rồi, đúng không? Có một số con nó sẽ rơi tiếp, nó sẽ có những cái biến số nhất định, ví dụ STB hôm nay nó vẫn rơi nhưng nó hôm nay nó cũng đã đổ vô rất lớn rồi anh chị, đúng không? Nó mỗi những cái biên độ rất lớn rồi, thì khi mà con STB nó cân bằng giống như con tụi bên chứng khoán á, SSI hay là con HCM hay gì đấy, những con to á, mình kể con to rồi mấy con nhỏ thì vận động nó cũng giống giống, ví dụ VCI nó cũng tựa tựa, đúng không? Nhưng mà mặt bằng chung nó là đi theo dạo thì nó có những cái sự đồng pha hơn, thì toàn bộ thị trường nó sẽ có những cái sự đồng pha nhất định anh chị ha. Còn những cái con mà nó mạnh đợt trước mà đợt để rơi, ví dụ nè thủy sản, thấy không? Cái này mình đã view rồi, em có view từ đây rồi, thành ra giờ nó rơi volume to như thế này mà những con chảy nước rút như này mới là những con anh chị phải sợ nó này, nó rơi như thế này không có về được đâu anh chị nè, ngon khối lượng to nữa, những con này anh chị mới sợ nè, những con này có khả năng là gì thì trường hồi nó cũng không hồi đâu anh chị. Phân nè, thấy không, thấy vai rồi vai đẹp không, nó rơi rồi là không có lên đâu, tại vì nó đã có một pha gì nước rút rồi, khi nó đã nước rút rồi nó rơi là rơi luôn anh chị, đúng không? Ít nhất là khi nào mà nó ngừng lại hay gì đó, nó tạo một cái cây stopping và là volume đà bà gì đó thì nó có cái cây đó thì em đánh giá tiếp, chứ bây giờ đang rơi như vậy thì nó vẫn sẽ rơi thôi, và có khả năng những con này thị trường nó hồi nó phải rơi tiếp nha, tại vì nó rơi trễ, đúng không? Những cái con thí dụ như những cái con tệ như là cái tụi bích cáp đi hay là bất động sản đi, nó rơi tệ tới vậy rồi nhưng mà nó đã đang có xu hướng tạo đáy rồi, đúng không? Tại nó rơi chung nhịp với toàn bộ những con khác, anh chị lưu ý. Thành ra nó đồng ý là nó xấu, cái vấn đề bây giờ con nào nó cũng xấu, anh chị cứ bình tĩnh, xấu thì con nào cũng xấu, nhưng quan trọng nó xấu tới đó rồi thì nó hồi phục được hay không mới là vấn đề anh chị quan tâm, anh chị ha. Tới bây giờ anh chị có hoảng loạn nữa thì nó cũng vậy rồi, đúng không? Mình cứ bình tĩnh, mình theo dõi và quan sát anh chị ha. Khi mà nó hồi là nó hồi rất nhanh và nó sẽ trả lại cái phần tài sản cho anh chị mình, đó là cái tối ưu nhất để mình hoàn lại cái phần tài sản. Chứ còn bây giờ cứ cắt lấy cắt để thì bây giờ mốt nó có lên lại anh chị cũng không dám đánh nữa, đúng không? Đó là cái gì đó mà nó hướng nó bảo vệ tài sản của anh chị mình tốt nhất anh chị ha. Dạ rồi, thì anh chị cố gắng chờ đợi thêm anh chị nha. Em nghĩ là 1-2 phiên nữa sẽ ok rồi. Đấy, hôm nay đã có một phiên cầm máu và chỉnh lại tôi đã tốt rồi. Chị ha, vậy rồi, em xin cảm ơn chị rất nhiều ha. Về thời gian tối nay xem video của em, cứ bình tĩnh anh chị nha, cứ bình tĩnh, 1-2 phiên nữa thôi ha. Anh chị phải xem coi là khi đi chưa, nó đã có những sự đồng pha rồi thì mình sẽ hành động như thế nào, cũng như là nó sẽ hồi phục ra sao mới là vấn đề mình quan trọng. Còn nó đã rơi tới đây rồi, anh chị mình hỏi nó rơi thêm hay không, nó có rơi thêm chật chật vài nhịp mấy điểm đi chăng nữa, nhưng mà nó hồi là nó hồi sẽ nhanh, lưu ý nha, vẫn bình tĩnh nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dành thời gian tới đây xem video của em, anh chị ha, nếu anh chị thấy hay cho em một like, một đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi mà ra video, anh chị ha. Dạ rồi, bình tĩnh anh chị nha, bình tĩnh nha, một vài phiên nữa thôi. Dạ rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều.